Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ban ngành địa phương. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Đến ngày hôm nay, ngày 3 tháng 9, trên địa bàn thành phố có 12 xã, phường, 5 quận, huyện không có ca mắc trong cộng đồng, trong vòng 14 ngày và không có khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm hộ gia đình đợt 5 từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 phát hiện 3 ca mắc mới, 5.479 lượt người chưa có kết quả, giảm mạnh so với 18 ca mắc mới được phát hiện ở đợt 4. Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những quyết sách của thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. Chính những quyết định kịp thời, chính xác, khoa học đã góp phần giúp thành phố kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Chia sẻ với những khó khăn thành phố đang đối mặt, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn nhân dân thành phố tiếp tục đồng tình, ủng hộ các quyết sách của thành phố, cùng nhau giữ vững thành quả phòng chống dịch. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, đồng thời ghi nhận đánh giá cao vai trò tinh thần đóng góp của lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Nhận định dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ở tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy khẳng định, sau 20 ngày áp dụng các biện pháp mạnh phòng chống dịch, thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cắt đứt được chuỗi lây nhiễm trên địa bàn. Xác định đánh giá được các vùng nguy cơ, số ca phát sinh chủ yếu trong các khu phong tỏa, Bí thư Thành ủy cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 2905 về các biện pháp phòng chống dịch sau 8 giờ ngày 5 tháng 9, trên cơ sở đảm bảo các nhu cầu cơ bản của người dân, nhưng vẫn đảm bảo giữ vững thành quả phòng chống dịch, sẵn sàng tinh thần sống chung với dịch. Hiện nay, những cái nội dung biện pháp là theo một cái tinh thần là chúng ta làm sao đáp ứng được các cái yêu cầu thiết yếu của người dân. Chúng ta mở là phục vụ cái mục tiêu đó. Cái thứ hai là phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cơ bản. Tôi nói lại là hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cơ bản của trên địa bàn thành phố. Và cái thứ ba là chúng ta giải quyết một vấn đề rất quan trọng hiện nay. Đó là giải quyết về mặt tư tưởng tâm lý của người dân sau khi chúng ta triển khai áp dụng các cái biện pháp phong tỏa cứng và người dân đã rất là đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, ở đây tôi cũng xin quán triệt một cái tinh thần là chúng ta phải sẵn sàng sống chung với dịch chứ không phải là coi là đây là một cái lần cuối để chúng ta thực hiện các cái biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch, đặc biệt là những vùng nguy cơ cao, các địa phương, các ngành phối hợp chủ động triển khai hiệu quả quyết định số 2905. Ủy ban thành phố đã ban hành các quyết định về biện pháp, cũng như là hướng dẫn giấy đi đường, cũng như hướng dẫn các luồng xanh giao thông. Đợt này thì chúng tôi làm và đồng bộ. Theo những quy định này, thì một số hoạt động sẽ mở ra, người dân sẽ tham gia giao thông đi ra đường nhiều và tham gia hoạt động sản xuất sẽ được nâng lên. Thì đi kèm với nó là công tác quản lý cũng sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Như đồng chí Bí thư đã nói chúng tôi là công tác quản lý tới đây cũng sẽ nhiều hơn. Cho nên đề nghị là các địa phương, các ngành là tích cực phối hợp một cách hiệu quả, đồng bộ trong triển khai thực hiện, chủ động trên triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận với những giải pháp quyết sách của thành phố, thực hiện đúng theo các quy định phòng chống dịch, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.